bạn thân mến, hôm nay mình mời các bạn đến xem một nhà trang trí nội thất. Họ mở tiệc mời các người môi giới bất động sản để giới thiệu nhà họ. Đây là ông chủ đó bạn. Thì ở Mỹ, khi mà những nhà sản xuất những gì liên hệ tới bất động sản thì họ sẽ mời những người môi giới tới mở tiệc rồi giới thiệu sản phẩm của họ. Đây là hai vợ chồng của mình. Khi đi như vậy thì mình gặp gỡ lại những bạn làm trong môi giới, hợp với nhau nói chuyện vui lắm các bạn, và cùng một lúc xem những sản phẩm mới, đèn, trang bị nhà tắm, thiết bị nhà bếp. Mời các bạn cùng xem với mình nha. I'm home with that. The next video will be a little bit. You want a video? Yeah, it's working now.